mặt hàng siêu hot vừa với cập bến đó chính là dòng đen rỗ mắt đen. Đó, hàng về vẫn còn đang nằm la liệt này, vừa mới ra hàng, tiếp tục ra hàng nữa mọi người ơi. Đó, những cái chậu đen rũ mắt đen, hàng siêu to, siêu VIP và siêu khổng lồ luôn. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì đây ạ, có những cái thân của nó này, thân nó to, nó siêu mập. Đấy, to hơn cả ngón tay cái, nó phải bằng cái ngón chân cái của em. Đó, hàng này là cái mặt hàng mà đến thời điểm Tết là mọi người cực kỳ là săn đón. Bởi vì lúc đó nó thắt ngọn này, nó đang sưng nụ và hoa của nó, bông của nó rất là sai, nó đẹp. Ngày xưa giống này cũng là một cái dòng giống đắt của dòng đen đô xuân nhá. Nhưng mà giờ người ta nhân giống nhanh và đặc biệt hơn là loại này nó cũng phát triển cực kỳ là nhanh, nó khỏe và dễ chăm sóc. Nên là giờ giá thành là đã hạ nhiệt hơn rất là nhiều rồi. Nếu như năm ngoái á, năm ngoái một cái chậu to bự như thế này, đây em mang cho mọi người thử xem nhá. Một chậu to bự như vậy bán còn Tết đã rơi tầm 600.000 đồng một giò rồi. 600.000 đồng một giò. Đây là điều chắc chắn bởi vì năm ngoái em cũng đã bán loại này rồi. Thậm chí có những giò nó to hơn, người ta ghép hai chậu vào một giò còn lên đến tiền triệu cơ. Đó. Hôm nay thì cái mùa này cũng đang là cái mùa dịch á, nên là em sẽ cố gắng hỗ trợ cho mọi người hết sức có thể nhá. Hàng đợt này thì đẹp lắm cơ, hàng đẹp lắm. Đấy, em nhập cái lô này của nhà vườn cách đây tầm gần 2 tháng nhưng mà đến hôm nay mới lấy về. Bởi vì sao? Đợt vừa rồi em cũng nhiều hàng cũng chưa lấy được luôn, và để thời gian người ta chăm sóc đến bây giờ thì phải nói là nó quá là tuyệt vời. Ôi trời ơi, em nói thật không nhìn cái chậu nào nó có thể chê được luôn. Nếu mà em bán cho mọi người với giá hiện tại ấy, 400 nghìn nó cũng là giá rẻ rồi. Và hôm nay cái giá cực kỳ là sốc đối với cái giá mùa dịch. Em sẽ hỗ trợ cho mọi người một cái chậu đen rốp siêu to vĩ đại như vậy, chỉ có giá bao nhiêu ạ? 320 nghìn nha các bác nhé. 320 nghìn là giá này, là giá em bán cho mọi người hỗ trợ mùa dịch ấy. Và các bác tranh thủ mua bởi vì số lượng nó có hạn thôi, nó không có nhiều. Và hàng này đây, hàng này bây giờ vừa mới ra, chậu nào chậu đấy đều rất là mê ly nhá mọi người nhá. 320 nghìn đồng một chậu và giá chưa có phí ship nhá các bác nhá. Chậu do này hiện tại ngoài thị trường bán ra ít nhất cũng phải rơi tầm 400 nghìn trở lên. Và Tết một chậu này đảm bảo không dưới 500 nghìn một chậu. Đó. Đây. Hàng này quá mê ly luôn, 100% là hàng thân tơ nhá. Mặt hoa thì em đính kèm cho mọi người trên màn hình. Toàn những thân tốt mía này, cực kỳ là mập khỏe luôn. Đấy, 320.000 một chậu đen rũ mắt đen ạ.